Nhắc đến một trong những drama queen nổi bật của năm 2020, cái tên Huỳnh Anh hẳn sẽ hiện lên đầu tiên trong đầu nhiều người. Từng nhận được rất nhiều sự chú ý khi công khai hẹn hò với nam cầu thủ đình đám nhất Quang Hải. Tới lúc kết thúc, Huỳnh Anh tiếp tục chiếm sóng cõi mạng với chiếc phốt to đùng liên quan đến việc bị tố làm Tuesday. Hậu chia tay, Huỳnh Anh nhanh chóng vướng phải nghi vấn thả thính chàng rapper RT. Những tưởng sau ngần này biến cố, Huỳnh Anh và Quang Hải sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Ấy vậy mà không, mới đây, chính Huỳnh Anh lại là người bất ngờ đăng tải một bức ảnh cũ từ thời yêu đương Quang Hải trên Facebook. Tuy nhiên, đây là một phiên bản đã nâng cấp theo cách rất đặc biệt. Cụ thể, vào lúc suýt soát 0 giờ sáng ngày 13 tháng 1, dân tình được fan hốt hoảng khi thấy trang cá nhân của Huỳnh Anh đăng lại bức hình mà Quang Hải từng dùng để công khai chuyện tình với cô hồi tháng 5 2020. Thế nhưng sau khi dụi mắt nhìn kỹ, người ta mới phát hiện điểm sai sai. Hóa ra nhân vật ôm vai gái xinh rất tình cảm lại không phải tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội mà là nam diễn viên Huỳnh Anh. Gương mặt Quang Hải đã được Photoshop thành Huỳnh Anh phiên bản nam từ bao giờ không hay. Chị em sinh đôi của Huỳnh Anh mọi người ạ, Huỳnh Anh viết. Cô nàng không quên thêm hashtag J4F just for fun nhằm ám chỉ đây chỉ là post có tính chất đùa vui. Nhiều người cho rằng động thái bất ngờ này của Huỳnh Anh có xuất phát từ bài đăng trước đó của nam diễn viên trùng tên với cô. Vào tối ngày 12 tháng 1, Huỳnh Anh phiên bản nam bất ngờ đăng khoảnh khắc vai kề vai cực thân thiết với Quang Hải. Đáng nói anh chàng còn viết kèm caption: gặp lại anh, người yêu cũ. Ngay lập tức, khoảnh khắc của cả hai đã trở nên viral khắp mạng xã hội. Đối với hội fan cứng của Quang Hải, ai cũng biết nam cầu thủ vừa trải qua một cuộc tình lắm sóng gió với gái xinh đình đám Huỳnh Anh. Việc nam diễn viên có chia sẻ như thế này đã khiến bạn gái cũ của Quang Hải ngồi không cũng dính đạn. Bên dưới bài đăng của cả hai, dân mạng vẫn để lại bình luận theo nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng diễn viên Huỳnh Anh cũng chỉ đang just for fun. Một số khác thì không đồng tình với cách khơi lại mọi chuyện, tưởng chừng đã ngủ quên của người khác như thế. Về phần Huỳnh Anh, phiên bản nữ không biết đó có phải là cách cô nàng đáp trả khi nghi bị cà khị hay không. Nhưng ít nhất, hai Huỳnh Anh cả nam lẫn nữ đã khiến mạng xã hội được một phen nổi sóng thực sự đấy.